Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Thành đang có mặt tại chợ phiên Thanh Nhật, Hạ Lan, Cao Bằng. Ngay bây giờ Thành sẽ đi vào bên trong chợ khám phá xem ở chợ này có bán những cái nông sản, sản vật gì để mà chia sẻ với các bạn nhé. Các bạn hãy theo chân Thành nhé. Trước mặt Thành đây là khu vực bán vải thiều rồi, vải thiều với mận. Vải thiều với mận hôm nay có bán khá là nhiều các bạn ạ. Ngoài vải thiều mận ra thì còn có những cái sản phẩm khác như là đây có thạch này, có chè, có thạch, thạch an. Thạch này được làm bằng cây thạch tự nhiên ở bên Thạch An ấy, Đông Khê của Cao Bằng ấy. Chắc cô đem sang Hà Lan bán mà. Cô ấy một cái hộp này chắc là tầm 20.000 à hay bao nhiêu cơ? 20.000 đấy. Có đường rồi phải không? Ở đây họ phá đường rồi. Đấy có đường rồi, cô có thấy. Đó, các bạn đến Cao Bằng công tác hãy mua thạch về nhà ăn nhá. Thạch thì tự nhiên rất là ngon. Ở các chợ phiên bà con làm rất là yên tâm thôi. Đảm bảo an toàn và không có chất bảo quản đâu thạch này. Đấy. Đấy cô đóng túi này rồi, cô đóng cái túi này giả sạch sẽ lắm. Đóng hộp, đóng túi đầy đủ rồi. Đó. Cháu đi một số nơi họ làm cái hộp giấy cô ạ. Họ đôi lúc họ e ngại cái hộp nhựa này thì có loại hộp giấy không rẻ đâu cô ạ. Vòng tròn này đấy, bắt để nóng được mà. Đấy, cô tìm hiểu xem. Cháu góp ý với cô thấy nó nhìn nó ấy hơn. Nó thân thiện hơn cô ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Để cô đặt hàng nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Khu vực bán thuốc lá. Các bạn ở đây, ngay đây có một cái quán ăn. Đấy, như cô bán đồ ăn sáng. Ở đây có bánh bò, cháu chào cô ạ. Hôm nay đông khách không cô? Mình bán phở không? Có phở này, có bánh bò mà nhỉ. Các bạn ơi. Đấy, bánh bò đây này, rất là nhiều. À bánh đúc thôi nhỉ, cháu nhầm. Đó. Dạ vâng. Đấy, cháu quay chủ yếu là người già xem nhiều. Bánh đúc các bạn ạ. Bánh đúc. Nhìn rất là hấp dẫn này. Đó. Các chú ăn phở, các cô, các bà ăn phở ở đây. Đó. Thì ngồi cũng được. Dạ. 3 đến 4 5 người thôi. Dạ. Cũng được ít thôi. Dạ vâng. Chợ mới này là đẹp nhá. Đấy nó dài, hình ảnh đẹp. Còn chợ cũ thì nó lẻ tẻ. Đấy. Dạ. Vâng, bánh đúc Hà Lan là số 1 rồi. Ăn thì cháu ăn mà. Thì cháu ăn một bát. Thì cháu ăn một cái ngon. Dạ. Ăn một bát nữa. Bà thấy ngon không? Nhưng mà nó không phải 2 bát. Đói thì 2 bát, 3 bát vẫn ăn. Dạ. Dạ. Vâng, cháu đi chơi một tí đó, đi qua nhiều nơi đã. Vâng, đây. Dạ vâng ạ. Cái này có ba chỉ rán này. Lạp sườn, vịt đó, có 3 loại thôi. Dạ. Rồi. Chúc cô đặt hàng có nhớ đấy. Nước canh. Đấy, rồi, cháu đi chơi đã. Dạ vâng. Cô vừa bán đồ cô đấy vậy. Những cái túi vải thiều các bạn ạ. Họ đón từng túi, những túi này, từng cái bao này. Túi bóng to đùng. Khu vực bán quả rất là nhiều các bạn nhé. Đây là những, không nhầm, cái giống dưa của Phục Hòa Cao Bằng ấy. Cái giống dưa đồng đốm này là Phục Hòa Cao Bằng. Đây, chị đang bán hàng ở đây, cười rất là tươi. Bao tiền một cân hả chị? Hôm nay bán bao tiền một cân? Hôm nay không lên giá so với hôm trước à? Vâng, xuống giá thì bà con dễ mua hơn. Nhờ. Bà con này dễ mua hơn và mình lại được lãi nhiều hơn là được, có gì đâu nhỉ? Bán được nhiều lại được lãi nhiều hơn. Vâng. Bán được nhiều lãi nhiều hơn, mình bán rẻ nhưng mà bán được nhiều là được nha. Này bọn mày hơi bị chăm đi quay đấy nhỉ? Không, cháu đừng nghỉ để cháu đi thôi. Còn không có thời gian thì không đi được mấy đâu mà. Tranh thủ thôi. Rồi chúc cô đặt hàng nhá. Ở đi đã, vâng. Bánh các bạn ạ, bánh. Không biết khu vực bán gia súc gia cầm ở đâu các bạn ạ. Bán vải.
lại khu vực bán trái cây rồi. Vải tươi ngon này. Thôi, gọi là đi dạo qua một vòng rồi các bạn nhé. Vải với đây, con vải là vải đó. Vâng, vải với mận. Đấy, những gian hàng bán thịt lợn. Thịt lợn thì khoảng 100.000 một cân, loại ngon nhất đấy các bạn ạ. Vừa rồi Thanh hỏi rồi. Đấy, cửa hàng bán chè, đỗ đen. Đó, rất là nhiều. Có bán nhiều giá đỗ nha. Dạ vâng. Những cái mặt hàng gọi là rất là cái gì nhỉ? Dân giá này, hoa bí đây này đấy. Bà con nhặt ở ngoài đồng về bán luôn, một bó này chắc là 5.000 là 10.000 rồi đấy. 5.000 à cô? À đấy, hoa bí nhà rất là thích. Đó. Không phải chợ nào cũng có bạn nhá, hoa bí. Rất là hình ảnh rất là đẹp, nó rất là dân dã luôn. Và chế biến những cái món ăn rất là thơm ngon. Tàu phở đi phải. Xem tàu phở một chút. Trời ơi, đừng có quay cái nồi tàu phở này xấu lắm, đừng có quay. Chờ quay một chút quá, vâng. Bao nhiêu tiền một cốc hả cô? 5.000. 5.000 thôi nhỉ. Giá cũng rẻ rẻ bình dân thôi các bạn nhé. Ở chợ phiên vùng cao thế mà. Ơi, vì bà này, con cái mình... Cái nồi này nồi hỏng mà. Không sao đâu nè cô. Nhìn hấp dẫn mà. Có ăn chè để ăn. Có chè phải không? Chè tập cẩm đây. Cháu quay đủ video này đã, cháu quay về. Quay đủ đó. Đi dạo mà này. Cháu người Quảng Hòa đó mà. Và đi quay vui vui làm kỷ niệm thôi. Đi khắp chợ phiên này, quay cho bà con ở nước ngoài này, ở khắp mọi miền biết đó mà. Thì có Thạch các bạn ơi, xong giới thiệu cho họ biết đó mà. Thạch này thì như các bạn đã biết rồi, Thành hay giới thiệu đến với các bạn. Thạch là cây thạch được trồng tự nhiên ở Thạch An ấy, Thạch An Cao Bằng ấy. Đó, Thạch An gọi là đặc sản của Thạch An Cao Bằng rồi, rất là nổi tiếng rồi. Dạ vâng. Cô bà đang bán phở bán bún ở đây. À, tiền thì không được bao nhiêu đâu, đi cũng gọi là đi du lịch vui vui thôi. Tiền là ít thôi mà. Dạ. Vâng, quay để là vui vẻ thôi. Chia sẻ vui vẻ thôi. Vâng. Hôm nay bán được nhiều không cô? Bún phở ấy. À, ít à? Rồi, cố gắng lên, còn sáng sớm mà. Dạ, vâng. Sáng sớm mà, còn sáng sớm dạ. Là hương phía thấp bán hương ở đây. Các cô bán phở bán bún rất là nhiều các bạn nhé, phở bún nhiều lắm. Đó. 10.000 15.000 một cân như này. Là khu vực bán rau củ quả rồi, rau củ quả các bạn ạ, rau củ quả. Ngoài kia là khu vực bán quần áo. Còn hai bên lề đường là bán quả thôi, quả với rau, rau củ. Dưa, rau củ rất là nhiều. Cô bán dứa đây này. Dứa. Chụp đây câu ảnh nó.
đang tắc đường các bạn ạ. Đấy, bà con mua sắm bày bán ở đây nên đang tắc đường. Nhưng ở đây là khu vực bán rau củ quả đó các bạn nhé, rau củ quả. Thì sẽ quay sang khu vực bên này xem ở đây có bao nhiêu mặt hàng gì. Rau cỏ rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy Thành vừa đi dạo quanh một vòng, gọi là đi lướt qua thôi khu vực chợ, gọi là chợ Thanh Nhật Hạ Lan Cao Bằng, để mà chia sẻ với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ Thành nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.